Chào bác nha, em là Phan Phan đây. Hôm nay em đang ở trên bản Phùng, cách nhà bạn gái Hà Giang khoảng 6 7 cây đây này, đang ở cầu Suối Đỏ. Chỗ này cách cầu Suối Đỏ là 6 cây. 6 km. Thì hôm nay mấy hôm trước thì các bạn có hỏi là tại sao gái Hà Giang dạo này không quay TikTok. Thì mình cũng cũng hơi có một chút lo lắng, không biết tại sao, ốm đau bệnh tật như nào, thì bây giờ mình sẽ đi xuống nhà bạn đi xem là dạo này sao, sức khỏe như nào nhá. Không thấy chịu khó quay TikTok. Đấy, chắc là phải gọi cho bà trước ấy, chứ bây giờ gọi mà xuống mà không có nhà thì cũng chết. Đang ở trên bản Phùng bạn, cách nhà bạn gái Hà Giang từ trên kia xuống lúc mình đi xuống là phải mười mấy cây rồi. Thấy bảo là sáng ở trạm xá. Em okay. Chuông nhà khai phết gái Hà Giang ơi, đang đâu rồi? Em sắp đến nhà rồi, em đi bộ mà em có đi xe đâu. Ô thế đi bộ từ đâu về? Em đi từ trên xã về. Đi lên xã để làm gì? Ôi đi tiêm thì không đi qua xã à? Thế là đi bộ sắp về nhà chưa? Anh bây giờ mới đang ở cách cầu Suối Đỏ 6 cây đi từ bản Phùng xuống. Để về đi anh lên nhá. Vâng, cũng sắp đến nhà rồi. Ok đợi nhá. Đó. Đây là bà ở nhà rồi, thôi mình đi xuống đây. Thì gần đến nhà thì quay tiếp mọi người nhá. Đấy, đây cái đoạn này cách cầu Suối Đỏ khoảng tầm 500 m. Đấy, chỉ đường cho các bạn nào mà muốn đến nhà gái Hà Giang chơi nhá. Đấy, cầu Suối Đỏ đằng kia kìa. Thì các bạn đi khoảng tầm 500 m thì vào đây có cái đường rẽ lên trên này. Ta thẳng đi đây là đi bản Phùng này. Còn đâu đường rẽ lên đây thì là vào bản Díu nhá. Bản Díu mà nhà gái Hà Giang đấy. Rồi. Nhớ nhá. Cái đoạn này nó rẽ lên trên 500 m từ cầu Suối Đỏ rẽ vào. Đó. Thì từ đây vào đến nhà gái Hà Giang còn khoảng 2-3 cây nữa. Xa phết đấy. Rồi mình đi tiếp nhá. Đến nhà thì quay tiếp cho mọi người xem nhá. Xem dạo này gái Hà Giang sao lại không chịu ra video TikTok. Xem là vui buồn ốm đau nào nhá. Đấy. Xong là rồi đi à, đi nên ai mà đi xe máy thì dễ thôi, nhưng mà xe 7 chỗ xe to to thì đường cái đầu đằng kia có cái đoạn hơi khó đi tí. Xem là các bạn lên đây xem là đợt trước một số anh chị ủng hộ bàn ghế với cả xong rồi, xem lên dạo này sử dụng nào nhá, hay vứt hết đi rồi. Ok đi lên trên này quay tiếp cho mọi người xem nhá. Lên đến gần đến nhà, lên nhà thì quay tiếp cho mọi người xem nhá. Xem dạo này nhà cửa có gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ không nhá. Đấy, đi lên đây vượt dốc lắm, toàn dốc tức rồi. Ui rồi rồi ôi, đang đi số 2 mà mất đà phát là nó yếu xe luôn. Ui chỗ này hơi nguy hiểm luôn. Rồi đi tiếp đây. Nhà gái Hà Giang còn mấy cây thôi, nhưng mà Phen Phen đã gặp một vấn đề rất là nghiêm trọng, đó là hết xăng các bạn ạ. Giữa một cái nơi đồng không mông quạnh này không biết là đổ xăng ở đâu mà xăng sắp hết rồi. Rồi chắc phải đi tìm cây xăng đã, xong là đổ xăng xong là đi tiếp nhá. Đang hoang mang quá không biết đổ xăng ở đâu. Cầu trời là tìm được cái cây xăng nào gần gần đây, mà mình nghe nói là ở trên này có cái kiểu đổ xăng rất là đặc biệt luôn. Đấy, không đưa tiền mặt mà đút tiền vào cái cây, như ở cây mua cây xăng tự động ở nước ngoài ấy, đút tiền vào là nó sẽ đổ xăng cho mình nhá. Thấy nó chưa bao giờ thấy luôn, tại phanh phanh ở trên đồi này luôn, mà lại rất là đặc biệt ở trên một vùng rất là xa xôi này, trên cao này có cây xăng tự động đấy, có máy bán nước tự động. Ok đến cây xăng đổ xăng rồi, quay tiếp cho mọi người xem nhá. Đổ xăng ở đây rất là đặc biệt mọi người này. Đổ xăng ngay bây giờ nhá mọi người nhá. Đổ ấy, xem bình của mình có bao còn đựng được bao nhiêu, ví dụ được khoảng tầm 10.000 20.000 thì cho đấy nhá. Chị ơi cho em 20.000. Từ từ tranh cho chú đi ra xem nào. Đó chị ơi từ nào. Đâu như nào nhỉ? Đây. À công nghệ mới à? Cây xăng này ấy ạ. Ơ nó không nhận à? Có đó. À nó chưa nhìn thấy tiền à? À cây xăng này mua ở Trung Quốc về à? Hay là ở Hà Giang à? Việt Nam chứ. Ở Việt Nam à? Nhưng mà mấy cái hãng kiểu Petrolimex các thứ là không thấy. Tự động mà. À tự động à? Cây xăng mini tự động.
Ờ thế à? Đấy nhá các bạn nhá, ở trung tâm thành phố chưa có cây xăng tự động nào đấy à. Ở trong bản này mới có thôi. Đó 20.000 nhá. 20.000 đầy luôn. Này nó cái đổ tự động này, bao giờ hết 20.000 nó dừng lại. Ok. Ok, tiếp tục di chuyển mọi người ơi. Theo chân mình nhá. Đấy, đây toàn người la trí rồi. Nào toàn người la trí tay đây mọi người à. Rồi. 1 phút nữa là đến nhà em gái Hà Giang. Đây, nhà đây. Không biết là lên nhà bà kiểu gì. Thôi, phóng xe lên đi. Ý giời, thế mà bà vẫn đi đấy. Ui giời ơi. Lên được không? Ui giời ơi, đi này đi kiểu gì. Thôi xong rồi. Thôi, vứt nó đây đi. Không lên được đâu. Chỗ này sâu quá, không lên được. Thôi đi lên đi, thôi yên bằng này đi. Kệ xứ nó vứt đây đi. Thôi, bye bye mày nha. Mà chắc là phải cầm cái que lên, xong này có cái gậy chụp ảnh. Đấy, cầm lên trên này không tí mất đấy, trộm lấy mất đấy. Rồi thôi, đường này xấu lắm không đi được, đi bộ thôi. Định phi xe lên nhưng mà không lên được. Hôm nay tiện cái đâu ơi, quên bả đang đâu. Gái ơi, gái ơi, gái ơi, ở đây xe của bạn mắc kẹt đây, xe của mình ở dưới kia, xe mình đây, không biết mũi đâu rồi, đây, chắc cái này nhìn em mọi người nhìn này, chỗ này, chết, chắc vứt đây chắc phải cả tuần trời cũng nên, ui giời ơi, mắc kẹt đây rồi, đường này xấu quá không lên được, nên khổ cái đường này, này chắc phải xin các bác ấy cho em xin ít tiền em làm cái đường cho bạn ấy nên đi lên chứ còn đâu cái đường này. Chứ có cái đoạn một ngắn, đoạn ngắn ngắn này mà không làm nào đi được lên. Trời mưa này vứt đây, chắc vứt đây mấy ngày rồi. Rồi mụ đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Gái đâu, gái đâu? Đâu rồi? Ô, thế à, chắc là thấy chạy từ trên kia xuống mà. Lấy cỏ trên này đúng không? À đây ơi, vì như tên bắn này. Đây, đang mụ đang đi lấy cỏ này, đây xem. Đường này đi kiểu gì nhỉ? Thấy bảo ốm đau bệnh tật này mà vẫn đi lấy cỏ à? Không ai giúp lấy. Không ai giúp lấy à? À, thế vừa bảo đi tiêm về mà về đến nhà mà không nghỉ đi. Này còn đi. Con bò này không ai lấy cỏ cho. Cái xe máy để đây lâu chưa ạ? Nó bị không đi được ấy nhỉ? Chỗ đấy nó yếu quá. Có đoạn một đoạn đây có mấy trăm mét mà chắc là phải xin ai làm cái đường thôi. Đấy, cô bác nha, thấy cái đường này xấu này. Đường về nhà như đi dưới ruộng này. Đấy, có mấy trăm mét rồi mà mình cũng định phi lên nhưng không phi lên được. Hả? Hả cái gì? Xuống sao? Anh lên. Xe không đi được. Mệt thế vẫn đi làm à? Ôi, không làm anh nhìn con bò của em ấy. Đây á? À? Mệt không? Con thấy xương sườn nó à, mệt không biết làm thế nào được. Vừa mới đi tiêm về mà đã ấy à? Xe vứt đây đâu chưa? Xe vứt ở đây đâu chưa? Xe vứt ở đây đâu chưa? Vừa nãy anh định đi xe lên nhưng không lên được, mắc ở kia rồi. Mắc kẹt rồi. Bây giờ cho nó ăn luôn hay là ấy? Cho nó ăn luôn. Không phải cắt ra? Không cắt đâu. Trời ơi, dạo này. Cắt mình sắp chết rồi. Sao bơ phờ ấy? Phờ phạc này. Thôi để xuống đi. Để xuống. Phờ phạc rồi. Thôi để xuống, thôi để xuống đi. Để ra lặng này. Nhưng mà chia đôi ra. Không cho nó ăn hết là nó nhắm. Không sao? Nó thấy nhiều nó nhắm, nó không ăn hết sạch ấy. À ý là nó cho nó ăn ít ít rồi con ăn đúng không? Vừa mới đi tiêm về à? Mệt không? Mệt mà. Trời. Tiêm không mệt á, ốm ấy. Sợ tiêm không? Anh ngày xưa anh sợ tiêm lắm. Tiêm cũng phải tiêm. Thấy cái kim tiêm nó dài không này? To như kiểu là tiêm trâu ấy. Tao chọc cho một phát. Tái tê cuộc đời luôn nhỉ. Anh cởi nó ra. Cái xe này anh thấy vứt ở đây chắc cũng lâu rồi đúng không? Dạo này hơi tả tơi rơi rụng rồi. Nhìn chán đời quá. Hôm nay anh đi làm từ thiện ở trên đấy. Ở trên bản Phùng đi làm Tết Trung Thu cho các em nhỏ ở trên đấy. Với mấy cô bác nữa cơ. Anh mai
xe máy lên ạ. Đi ê tô nhưng mà để trên đấy. Sợ đi ô tô xuống đây mọi người kiểu nhìn. Xe máy này thuê ở trên kia. Sợ đi ô tô xuống mọi người nhìn em mình đi ô tô lại mọi người cứ kiểu. Em tưởng anh mang xe máy của anh đi. Không, đi xe máy đâu, đi ô tô mà. Sợ đi ô tô xuống mọi người cứ nhòm ngó, mấy lần đi vào cứ nhòm ngó suốt. Chán nhỉ. Người ta đã vất vả khổ sở đấy. Cứ ai đến giúp được một tí gì là lại bắt đầu nhòm ngó. Thế nào vừa đi tiêm về à? Em vừa mới đi tiêm về mà. Bánh trung thu này. Nhưng mà bánh trung thu này ấy, thì là bánh trung thu là bánh trung thu xịn. Ý là có cái hộp đẹp nhưng mà cái hộp ở trên kia nó mất rồi. Này để ăn trung thu. Tết trung thu cho vui. Sao? Nhìn đeo máy quay đằng trước nó. Xong đây này. Này anh bảo này. Đây thế là ốm á. Nhà ốm có ai đái đoàn gì. Thôi cần gì phải rõ. Đây xem nào. Nhìn tả tơi quá. Đây này cầm lấy này. Xong là đây cho tiền mà mua thuốc nhá. Đây một ít thôi, có một ít thôi, cầm tiền mua thuốc. Trời ơi. Đây là tiền của anh ấy, không phải của ai đâu. Là cho em tiền để mua thuốc. Hâm mà thấy mệt mà. Vừa nãy nghe họ ấy bảo là tại sao mệt. Lần trước vào chưa nhìn thấy đã cười ha ha rồi. Bây giờ em không có cười được đâu. Ra đây nào. Em đi tiêm mịt khổ người. Thế lúc chưa có ăn gì không? Đâu? Anh biết tiêm. Đâu? Đây. Đây nhá, đây này. Tiêm ở đây 2 mũi ở đây nữa. Cho đây. Cả tay, tay này nhức hết luôn. Tiêm mấy mũi vào đây đúng không? Em tiêm được 4 ngày như này rồi. Thế à? Khổ. Đây, mọi người cứ bảo là thế này thế nọ. Nhưng mà ai có biết được trong hoàn cảnh này đâu. Đúng rồi. Nhà thì một mình này, ở một mình thôi. Đấy, mình không mệt, không làm được thì con trâu nó cũng đói, con bò nó cũng đói. Đấy, là phải, cũng phải ấy thôi. Chán quá. Nhà buồn thiu này có mỗi mình này. Đợt này đến không khí nó ảm đạm, nó buồn buồn kiểu gì ấy. Buồn lắm. Hả? Lắp con gà thì con má sắp lắp càng gà cám ở đây à? Thế mọi người hỏi là dạo này không quay TikTok nữa à? Chán rồi à? Ai hỏi mặc xác họ. Nhưng mà sao không quay nữa? Mà cũng hết rồi. Mạng hết rồi á? Là không vào mạng được á? Vâng, anh vào uống nước đi. Cái điện này có bật được không? Có bật được cái điện. Điện đâu? Sao? Rồi anh. Không có điện mà. Sao không có điện? Uống nước đi, không làm uống nước em không bỏ đọc đâu. Hầm mà ai bảo không uống đâu. Đâu đã rót cho đâu, đi từ trên kia đây, xuống. Đây em rót đấy. Nha, đi từ bản phùng xuống đây á, 20 phút liền. Phóng như châu điên ấy mà giờ này khách du lịch họ lên đây nhiều ấy. Ô tô nhiều không, bụi bám đầy mặt rồi. Em muốn đi lên đấy mà nặng lắm. Thế á, bây giờ yếu này đi làm sao được? Cứ thích đi lên đấy mà lần. Nhưng mà bây giờ yếu này đi làm sao được? Đi không có xe về xe em, ở kia đi xe thì đi không được. Sáng em phải đi bộ về. Ở đấy xe đi lên cũng không đi được mà đi xuống cũng không đi được, mắc ở đấy giữa đấy rồi nhỉ? Đấy. Ăn chuối nha anh, ăn chuối. Ăn chuối một quả. Sao lại có ai đấy, điện thoại của ai đấy? Cú nào? Chịu. Bảo là không lên sim lắp kiểu gì mà bảo là không lên sim lắp sim ngược à? Lắp sim ngược thì không vào được rồi. Đi xuống dưới này đi lên đi cũng muộn lên đấy tầm hơn 3 giờ mà phóng từ trên đến đây. Tí bị quả xe nó thông chứ. Đi lửa đường còn hết xăng rồi, đổ mãi tìm mãi mới cây xăng. Ôi giời ơi, tí mà ôi giời ơi. Thấy thì lắp cũng không vào đâu. Thôi để lúc khác sửa đi. Ở đây còn. Em mệt quá. Mệt quá. Chưa ăn gì không? Ăn cũng có ăn được gì đâu. Thời gian em xuống đi 4-5 căn rồi. Gầy thế nhỉ? Ốm được. Đi ra ngoài ngồi cho nó thoáng đi. Anh thích ngồi ngoài cơ. Ốm được 4-5. Xuống 4-5 cân rồi á? Gầy tông hay teo gì không? Ốm được 2 tuần rồi. Thế á? Thế nó mãi không khỏi thế? Em lâu khỏi lắm.
Bàn này nhưng mà vượt khỏi. anh cũng hay xem TikTok mà, nhưng mà đợt đấy em không thấy em lên nữa. Cứ mọi người có hỏi là tại em không lên nên mọi người cũng chả chả biết, hỏi là em dạo này như thế nào, dạo này chả thấy quay, không biết là ốm đau bệnh tật hay là buồn Vừa chán gì đi cả. truyền máu à, vừa đi truyền nước ấy xong đi lại Ừ. bắt đầu lại đến đau cổ xong lại đến đau tai. Ừ. Thôi bây giờ biết làm nào, bây giờ phải chịu khó ăn vào thôi. Ăn có ăn gì đâu. Hả? Cứ thích lần trước, mấy lần trước lên còn thấy vui vẻ, cười ha hả. Tức là từ cái đợt mà, sau cái đợt mà cái chị kia chị nói linh tai linh tinh là buồn từ đợt đấy đúng không? Anh chả thấy em quay video mấy nữa. Em ít quay video lắm. Thì quay cũng được có sao đâu, quay mọi người vẫn quý em mà. Em quay mịt. Mệt. Mệt. Em vẫn quay mà, Ừ. nhưng mà chắc là nó không lên xu hướng thôi, nó ít hơn. Ừ. Đấy, sau một cái thời gian chắc là Anh anh nên phải là 1 tháng rồi nhỉ. trai TV kia không lên à? Anh kia không, anh đợt này anh đang làm nhiều cái tổ chức lắm, anh chuẩn bị tổ chức thêm một cái ở trên Mèo Vạc Khâu Vai nữa, cũng là Tết Trung Thu ấy. Tưởng là anh, thực ra anh cũng muốn cho em đi theo để em xem cuộc sống của trẻ con vùng cao như nào ấy. Đi Đồng Văn Mèo Vạc đi bao giờ chưa? Em chưa được đi, em muốn đi Thì lắm. để cho là xem là cuộc sống ở trên đấy có nhiều em nhỏ nó cũng còn vất vả. Có như cái trường hợp là anh đang ấy là bố thì mất sớm, mẹ đi lấy chồng, có 3 đứa nhỏ mồ Người côi. mong thế mà ở Ừ. đây cũng có mấy Ừ. vui ấy. À thế à? Ở đây em biết mà, người mong ở đây chưa? Có qua hoàn cảnh vất vả đúng không? Bố mẹ Nhưng mà với cái đường ở dưới kia nó xấu quá đúng không? Không đi được đúng không? đường Đường em đi lên đi. Bây giờ mà làm cái đoạn đường đấy mà mất phải mấy trăm mét đấy nhỉ? em không biết. Ừ. Cái đoạn đường đấy thì chắc là anh nghĩ để anh xin cô bác các chú mà ai thương yêu em thì làm cho em cái đoạn đường đấy, chứ bây giờ cái đoạn đường đấy nó đi xấu quá, đi không đi được, nên ví dụ mà trời mưa là cứ vứt xe ở giữa đấy đúng không, cũng chả đi được luôn, Bây giờ chán, lấy ra cũng lấy không được. đi không đi được mà về không về được đúng không. Đấy chán quá. Lên đây lần trước lên đây cũng thấy vui vẻ, đợt này buồn quá, em buồn anh buồn luôn. Có gì buồn đâu, Thật mà. em thì ốm buồn buồn đương nhiên rồi. Thế bao giờ hết ốm có vui lại không? Hết ốm thì chơi TikTok rồi là vui, nhưng mà bây giờ em còn ốm, Em. với lại nước ruộng cũng nên coi để À đúng rồi, sắp đến đây nhờ, sắp phải gặt lúa chưa? lúa em dưới nhà Nhưng mà có sắp phải gặt chưa? chưa nên gặt đâu, Ừ. chắc là phải ăn cơm mới xong mới gặt. Ăn cơm mới là bao giờ, khoảng bao nhiêu nỗi là gặt được? Thứ hai ăn rồi. Thứ hai này à? Anh với anh Minh nên gặt được không? Ok. Nhưng mà họ có nói gì không? À, anh lên gặp không sao đâu, mà nếu mà anh lên gặp Ừ. rồi trải nghiệm ấy kệ, ai nói gì kệ Thực họ ra là ấy. anh thấy họ vô Ừ, lý ấy. em cũng thấy quá vô lý mà, Mà chả hiểu tại em cũng tầm sao quan bây tâm. giờ hết Covid rồi, hết cái giãn cách xã hội rồi, bây giờ con người đến với con người, bây giờ người ta đi du lịch hết các nơi này, anh không lưu trú lại, anh ở nhà em thì nói khác, nó anh không ở nhà em mà người ta lại cứ bắt chẹt là đến là chỉ một vài tiếng để thăm em, lại phải nên báo thế này bên báo thế nọ, cũng không hay. Nhưng mà thế là có nghĩa là hôm nào gặp bao nhiêu lâu nữa? Thế nào em gặp chắc còn lâu, nó 1 tuần nữa. Chả bao giờ gọi điện cho anh thì cả, toàn anh gọi Trời, mẹ em có tiền đâu mà gọi. gọi không nghe nữa cơ, đợt gọi không thèm nghe luôn, thật gật thì mà gật gật. Ai... chán nhè, buồn thế, đây đi quanh quanh như sao, chán gì chán, thôi ngồi đấy đi, để ai treo cái ai treo cái này đây đây. Gió nó bay vào một phát. À, rồi anh cắt cái đoạn này đi ạ. Trời ơi cái điện là sao là bị cắt này. Này mọi người ơi, bây giờ điện nhà em cũng bị cắt luôn. Người ta không Điện họ cho không cho giả người họ người ta không cho dùng mình dùng điện à? không không biết họ không cho giả xong lại tự nhiên cắt luôn. Đây cắt dây điện này, bây giờ nhà không có điện luôn. Nhà em không có điện Đây. đâu mà nói đùa anh à. Không có điện luôn này, đấy, thấy chưa? Chả hiểu tại sao mà mình trả tiền cho mình có xin đâu mà người ta lại cắt điện của mình. Họ cắt luôn à? Trời ơi đây nhá, đây dây điện này bây giờ cũng chả có điện luôn. Thế không có điện thì tối làm nào? Thế mình phải báo cáo đấy chứ. À thế à. Ủa, đấy cuộc sống khó khăn vất vả ở một mình mà có một người quan tâm thương yêu một tí mà bây giờ người ta lại còn chù ẻo, người ta còn cắt dây điện, người ta không cho mình dùng điện nữa. Không có điện luôn. Thế bây giờ làm nào? Em toàn đi sạc điện thoại em được lâu mà, một ngày
Cứ sạc. Thế bây giờ làm, nhưng mà làm sao mãi mà mãi không có điện như này được? Thì cũng thế, biết làm thế nào được. Chán thế nhỉ. Người ta không cho dùng. Mình giả tiền, em hóa đơn của em mới có 500 mà em đi giả không cho ấy. Đấy. Không cho giả thì lại còn cho, vẫn cho giả nhưng mà lại đòi thêm 1 triệu nữa, không có hóa đơn. Nên em không biết là triệu gì nên em không giả tiền, tất nhiên xong người ta cắt luôn. Thì bây giờ mình tất nhiên làm gì phải có hóa đơn rồi. Đúng rồi, bây giờ thế thì là cột điện ngay đây luôn này. Đây mọi người. Cái cột điện ngay đây luôn mà từ đây xuống đây một tí mà người ta lại còn trả chậm tiền điện một tí, hay là không trả chậm chứ nhỉ? Không trả chậm. Mà người ta còn không cho mình dùng luôn. Quá đáng thật đấy. Chả hiểu luôn. Em mà được đi Hà Giang hả? Được đi cái gì đâu? Được họp báo gì em mà liền Hà Giang em nói thẳng luôn ấy. Thế từ đầu để anh đi xuống đấy anh lấy cái dây sạc xong anh lên anh quay tiếp xong anh ấy nhá.